vui vì gặp lại được các bạn trong video cuối cùng này. Wow, chúng ta sắp kết thúc khóa học HTML này rồi sao? Quả là một chặng đường khá dài đúng không nào? Đang hy vọng rằng các bạn cũng cảm thấy thú vị ở trong hành trình này và chuẩn bị sức lực để cho chinh phục những đỉnh núi tiếp theo công nghệ web nhé. Thôi nói vâng qua vậy đủ rồi, bây giờ chúng ta hãy quay lại nói về chủ đề web form còn dễ dàng. Trong video demo trước thì chúng ta thấy rằng chúng ta đã thiết kế các control cho user nhập thông tin rồi. Tuy nhiên, cách bày bố thông tin và tổ chức thông tin thì hoàn toàn là con số 0. Chính vì vậy, user có khả năng là sẽ bị bối rối vì không hiểu web form chúng ta đang làm gì. Bởi chúng ta chưa hề gắn nhãn hiển thị cho họ và cách sắp xếp khoa học. Nào, các bạn hãy nhìn xem demo này. Nếu ta nhóm các control lại để hiển thị như thế này, ít nhiều user cũng thấy được web form có tổ chức logic và họ cũng dễ dàng hiểu được cái họ nhập là gì. Nếu đồng ý với ý kiến đó thì hãy cùng tôi xem cách làm như thế nào nhé. Ta sẽ sử dụng một thuật ngữ được gọi là field set để nhóm các thông tin có liên quan lại với nhau. Thực tế thì nó mang ý nghĩa hiển thị cho user bởi vì chúng ta tổ chức thông tin rất là tốt. Ví dụ như thông tin về username, password và confirm password thì chúng ta nên nhóm lại cùng một chỗ với nhau vì đó là thông tin tài khoản. Còn đối với những thông tin như là sở thích, giới tính, ngày sinh thì đó là thuộc về thông tin cá nhân. Nào, chúng ta hãy cùng xem thẻ nào giúp chúng ta đạt được mục đích này. Như tên gọi thì ta sẽ có thẻ field set để nhóm các control lại. Như vậy, đơn giản ta chỉ cần thẻ mở sẽ đặt trước control đầu tiên trong nhóm và thẻ đóng đặt ngay sau control cuối cùng. Quá rõ để thấy quan hệ cha con ở đây. Khi hiển thị, các bạn sẽ thấy một khung bao quanh các control này. Tuy nhiên, ta nên có vài chữ để mô tả thông tin nhóm 2 này như trong ví dụ demo để giúp user dễ dàng hiểu được nhóm này là gì. Công việc thực hiện rất đơn giản. Ta chỉ cần thêm vào một thẻ mang tên legend là con trực tiếp đầu tiên của thẻ field set như thế này là sẽ có như ý muốn. Content của thẻ legend sẽ được hiển thị ngay cạnh ngang trên của khung như bạn đang thấy khi kết quả hiển thị. Quá tốt! Vậy là đủ chưa? Chưa đâu. Chúng ta còn phải lịch sự đến mức ở mỗi control chúng ta cần phải có cái mô tả riêng cho nó. Cái đó được gọi là label mà chúng ta đang thấy ở trong demo. Các bạn chắc cũng không thấy làm lạ vì chúng ta thường hay thấy ở mỗi website đúng không nào? Trong HTML file thì việc tạo ra label rất là đơn giản và hiệu quả. Nào, chúng ta hãy cùng xem cách làm. Đầu tiên, các bạn sử dụng thẻ label ngay trước control mình muốn mô tả thông tin cho nó. Thẻ này có mở, đóng và content là dòng chữ mô tả được hiển thị ngay bên trái của control nếu ta đặt thẻ label trước control mà ta muốn mô tả. Ngược lại, nếu đặt sau thì nó sẽ nằm bên phải như ở radio box này. Như vậy, ta đã hiển thị được như mục đích rồi. Tuy nhiên, ta muốn có sự hiệu quả cho user trong demo thì khi ta click vào label, lập tức con nháy sẽ nhảy vào control để user nhập liệu. Để làm được như vậy thì ta cần thêm một thuộc tính nữa trong label, đó chính là thuộc tính for. Giá trị của thuộc tính này chính là giá trị của thuộc tính ID của control mà bạn muốn liên kết. Tại sao lại là thuộc tính ID? Dễ hiểu thôi. Vì giá trị của thuộc tính ID phải là duy nhất trong toàn bộ trang tài liệu HTML, nghĩa là các control được phân biệt thông qua thuộc tính ID này. Mà mỗi label chỉ dành riêng cho một control thôi, nên ta phải sử dụng thuộc tính ID là quá logic. Tới đây, chúng ta rút kinh nghiệm là sẽ ưu tiên sử dụng thuộc tính ID cho các control hơn là name, vì mức độ phổ biến của nó. Tuy nhiên, thuộc tính name rất cần đối với các loại control như radio box hoặc checkbox bởi chức năng nhóm theo chủ đề mà ta đã biết. Giờ thì tận hưởng thành quả nào? Chúng ta đã biết cách tổ chức và gắn nhãn cho các control trong web form để người dùng biết website của chúng ta cần họ làm gì. Điều này rất quan trọng đối với việc xây dựng website và xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành rất xuất sắc. HTML không chỉ có những control mà chúng ta đã được học mà nó còn có rất nhiều các control khác. Và mỗi một control được tạo ra thì có một mục đích là giúp user nhập liệu một cách nhanh và chính xác nhất có thể. Tuy nhiên thì chúng ta không có ý định học hết tất cả các control
trong khóa học HTML này vì khả năng tự tìm hiểu của các bạn là dư sức tại thời điểm này. Tuy nhiên Sang cũng muốn giới thiệu một số control nâng cao trong HTML và chỉ có HTML5 là hỗ trợ. Nào chúng ta hãy cùng xem. Control nâng cao đầu tiên chính là Date Picker, cái mà chắc hẳn các bạn cũng thường gặp khi chọn ngày. Thực tế control này là một ô textbox nhưng nó có thêm chức năng chọn ngày, bởi nên trong nó có chứa một control cho việc hiển thị ngày, tháng, năm. User có thể dễ dàng chọn lịch và ô textbox sẽ tự hiển thị ngày, tháng, năm mà user vừa chọn. Ngoài ra, nó vẫn cho user nhập nếu không thích sử dụng lịch chọn theo cách trên. Bởi lẽ có những năm quá xa so với lịch hiện tại thì việc chọn sẽ mất nhiều thời gian. Ví dụ, bạn phải đăng nhập ngày tháng năm sinh mà bạn sinh năm 1980 thì khi mở lịch bạn phải chọn năm trước vì năm mặc định mà lịch hiển thị là năm hiện tại. Ok, đây là một control rất hữu ích cho việc nhập ngày. Bạn sẽ sử dụng thẻ input và type là giá trị date để có control này. Quá đơn giản phải không? Control tiếp theo được gọi là range như thế này. Với hình dạng này, chúng ta sẽ tạo những thanh trượt để thực hiện thay đổi giá trị một cách trực quan như theo kiểu thanh công cụ red, green, blue mà các bạn hay thường gặp khi pha màu. Thực tế, thanh trượt này trả ra một giá trị số nguyên. Thay vì dùng textbox cho nhập, thì sử dụng control này sẽ mang ý nghĩa tương tác và trực quan hơn đối với việc chọn màu như trong ví dụ demo. Cú pháp để tạo ra một thanh trượt như vậy cũng đơn giản là ta sử dụng thẻ input với type có giá trị là range. Và ta có thể quy định miền giá trị bắt đầu từ số nhỏ nhất min và số lớn nhất max. Bởi hai thuộc tính tương ứng min và max, giá trị màu sẽ nằm trong miền từ 0 đến 255. Vì vậy ta sẽ có mã như sau. Ngoài ra, ta có thể quy định mỗi lần tăng hay giảm cho thanh trượt này sẽ là bao nhiêu bởi thuộc tính step. Ở đây ta quy định là 1. Và một thuộc tính nữa đó là value, chính là giá trị hiện tại mà control range này đang chứa. Ta ví dụ là 126 chẳng hạn. Vì thế khi hiển thị, nút tròn sẽ nằm ở vị trí giữa thanh trượt. Control cuối cùng tôi muốn giới thiệu với các bạn đó là color. Đây là control giúp chúng ta sẽ mở ra một cửa sổ chọn màu rất chuyên nghiệp và công việc ta tạo ra nó thì quá đơn giản. Như trong demo, các bạn thấy chỉ việc click vào nút nhấn này, nó sẽ mở cho ta một cửa sổ chọn màu với đầy đủ các dạng chọn mà ta muốn, theo dạng chọn sẵn hay tự pha kiểu red, green, blue, v.v. Thật sự quá tuyệt vời cho user. Vậy làm ra nó có khó không? Hãy xem sao nhé. Ta cũng sẽ sử dụng thẻ input với type là color, thuộc tính vá chiều là giá trị của màu hiện tại ta đang được chọn. Xong rồi, còn gì mà đơn giản hơn thế nữa không nhỉ? Như vậy chúng ta đã tìm hiểu được toàn bộ các kiến thức về web form. Các bạn yên tâm khi muốn tìm hiểu về một control khác vì điều này rất là đơn giản. Và cũng xin chân thành chúc mừng các bạn đã hoàn tất khóa học HTML này. Các bạn đã có đầy đủ các kiến thức nền tảng để có thể tự tay tạo ra một website. Mặc dù chúng ta chưa có thể trình bày theo cách mà chúng ta muốn, nhưng cái mà chúng ta biết được là thẻ nào để tạo ra chúng. Và điều đặc biệt nhất là chúng ta tạo ra một website mang tính ngữ nghĩa, chuẩn hóa với các bộ file editor của HTML5. Chúng ta còn một đồ án cuối cùng, đó là website mà các bạn đang thấy. Các bạn còn nhớ không? Cái website này chúng tôi đã giới thiệu trong các video đầu tiên. Và bây giờ thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin làm được. Đúng vậy, các bạn hãy tự tay thực hành và gửi mã nguồn cho chúng tôi trong phần bài học thực hành trên website C1 để chúng tôi có thể xem xét và góp ý, chỉnh sửa chi tiết để giúp các bạn cải thiện hơn nữa kỹ năng. Và các bạn cũng đừng quên rằng khóa học tiếp theo của chúng ta sẽ giúp các bạn trang trí một website đầy tính thẩm mỹ giống như thế này. Hy vọng sẽ gặp lại các bạn trong khóa học CRED, một khóa học không thể thiếu trên con đường chinh phục thiết kế và lập trình website. Một lần nữa, Đăng và Sang xin chân thành cảm ơn các bạn đã cùng chúng tôi chinh phục được chặng đường khóa học HTML này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục
cùng với các bạn đồng hành trên con đường chinh phục các đỉnh núi tiếp theo để có thể đến được đỉnh của lập trình website. Rất mong gặp lại các bạn trong học tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.